trong tay Chúa. Chuyên đề sức mạnh tình yêu do linh mục tiến sĩ tâm lý Peter Lê Văn Quảng phụ trách. Bài thứ 31, mệnh lệnh phải hợp lý. Chúng ta thường hay phàn nàn con trẻ bây giờ cứng đầu khó dạy hơn chúng ta ngày xưa. Nhưng chúng ta hãy thử phân tích vài mẩu chuyện dưới đây để xem đâu là nguyên nhân của những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải trong vấn đề giáo dục con cái của chúng ta. Quốc Trung và bố mẹ đang đi thăm các bạn bè. Trong lúc những người lớn ngồi nói chuyện ở cửa trước, cậu bé Quốc Trung chạy rông. Quốc Trung, con lại đây. Mẹ nó ra lệnh. Đoạn bà quay lại với bạn bè và tiếp tục nói chuyện. Cậu bé không nói gì, lẩn sang phía góc nhà và từ từ đi tới cây xích đu ở sau vườn. Bà mẹ xuất hiện ở lối đi sau vườn. Quốc Trung, đến đây, bà ra lệnh với sự cử động của ngón tay để chỉ điểm nó phải đến. Cậu bé quay lưng lại, nhấc cằm, nhắm mắt và nhếch miệng nhe răng cười, rồi ngồi xuống trên xích đu, le lưỡi liếm môi. Quốc Trung, mẹ bảo con đến đây bây giờ. Bà mẹ giận dữ quát tháo, cậu bé phớt lờ, tiếp tục đu đưa chiếc xích đu. Mẹ đi mách ba con. Bà mẹ nói to trong lúc bước ra khỏi đó. Không có gì xảy ra, nó tiếp tục đu đưa. Cuối cùng chán quá rồi, nó đi bộ trở lại cổng trước. Cậu bé tỏ ra thiếu kính trọng đối với những mệnh lệnh của mẹ nó. Trong trường hợp này, bà mẹ đón nhận cái bà đáng nhận. Bà đã làm một yêu sách vô lý. Cậu bé đáp trả với sự kháng cự táo bạo đối với mệnh lệnh của bà. Trong giây phút đặc biệt này, có sự tranh chấp quyền hành giữa mẹ và con, và cậu bé đã thắng. Không có lý do tại sao nó không được chơi trên chiếc xích đu. Bà mẹ đã cố gắng tỏ uy quyền, còn cậu bé thì vẫn ngồi yên, tỏ vẻ kháng cự. Bây giờ bà mẹ đành phải đầu hàng, nhưng tiếp tục dùng lời nói hăm đe như một khí cụ. Cuối cùng bà đe dọa mách với bông bố. Nhưng cậu bé biết rằng ông bố sẽ không làm gì như kết quả đã cho thấy. Đe dọa nói với ông bố luôn là một lời nhắn gửi không mấy kết quả. Ông bố không bao giờ bị đặt trong vai trò phải thực hiện một quyền bính. Điều mà đối với ông không còn hiệu quả nữa cho công việc giáo dục con cái.
Những yêu sách hợp lý thường được xác định bởi sự trọng kính của con trẻ và sự tuân phục của chúng đối với mệnh lệnh. Có nhiều bố mẹ trở nên giận dữ vì đứa trẻ không làm như họ bảo. Lý do có thể là vì những yêu sách của họ không hợp lý mà chỉ cố gắng để điều khiển đứa trẻ mà thôi. Điều đó thường tạo nên một cuộc chiến về quyền hành để xem ai là ông chủ. Những bố mẹ này đã không nhận ra điều quan trọng trong những cố gắng của họ là thiết lập một quan hệ tốt đẹp giữa kẻ trên và người dưới. Họ quên rằng đối với con trẻ ngày hôm nay, sự trên quyền của người lớn thì không còn được chấp nhận nữa. Vì thế, con trẻ nhất quyết không chịu vâng lời như một nguyên tắc sống để thoát khỏi sự thống trị. Một đứa trẻ cảm thấy mình bị xếp đặt hoặc bị làm chủ sẽ có phản ứng phục thù với sự bất phục tùng. Chúng ta có thể tránh những xung khắc ấy nếu chúng ta chỉ làm những mệnh lệnh cần thiết và hợp lý trong một cách thế không tỏ ra quyền uy. Cô bé Thanh Lan 10 tuổi đang chơi cách nhà một khoảng cách không xa. Bà mẹ muốn sai nó đến quầy hàng mua một vài món hàng lặt vặt. Vì thế bà ra gọi nó từ cổng trước. Cô bé cứ tiếp tục chơi làm như cô bé không nghe tiếng mẹ gọi. Cô bé không trả lời, bà mẹ đành chịu thua. Vài phút sau đó bà gọi nữa, nhưng cô bé vẫn ra vẻ không nghe thấy gì. Sau cùng một trong những bạn bè của cô nói: "Thanh Lan, mẹ mày đang gọi mày đó." "Ồ, tao biết, nhưng bà ta chưa la." Thay vì la lối, bà mẹ đi ra mang theo chiếc dây roi nho nhỏ. Bà đi đến chỗ cô bé. Cô bé nhìn ngạc nhiên: "Con không nghe mẹ gọi sao?" Đi về nhà, bà nhấn mạnh từng từ ngữ với tiếng kêu của sợi dây đập vào chân cô bé. Cô bé nhảy lên và vội chạy về nhà. Vài phút sau, cô bé bắt đầu đi đến gian hàng. Cô bé đã trở thành mẹ điếc, nghĩa là mẹ nói thì không nghe. Một vấn đề đã xảy ra cho rất nhiều gia đình. Dĩ nhiên, con cái phải làm một số những bổn phận giúp đỡ cha mẹ để đóng góp vào những lợi ích của gia đình. Tuy nhiên, những công việc này phải là một cái gì được giáo dục, được ý thức bởi đứa trẻ và nên được hoàn thành một cách bảo đảm. Ở đây, bà mẹ nên cùng cô bé thảo luận trước một chương trình nho nhỏ có thể thỏa đáp được những nhu cầu của gia đình và cũng để phản ánh được những nhận thức về quyền lợi chơi với bạn bè của cô bé. Chẳng hạn, vào lúc ăn trưa, bà mẹ có thể nói: "Mẹ cần mua một ít đồ từ tiệm tạp hóa trước 5 giờ chiều hôm nay. Mấy giờ con có thể giúp mẹ đi mua được?" Khi cô bé làm sự chọn lựa, bà mẹ có thể hỏi: "Mẹ sẽ gọi con vào lúc đó được không?" Bây giờ cô bé biết cái gì được mong đợi nơi cô và cô có cơ hội để chọn thời gian thích hợp cho cô. Lúc đó yêu sách xem ra là có lý và cô bé sẽ đáp lại với một cảm giác tự hào về bổn phận nó cần phải làm. Một câu chuyện khác, bà mẹ đang ngồi trong phòng coi tivi, sửa chữa mấy cái quần áo lặt vặt trong lúc cô bé Mỹ Huyền, 8 tuổi, đang coi tivi. "Mỹ Huyền, con lấy cho mẹ bao thuốc lá đi." Cô bé nhảy xuống và đi lấy thuốc lá cho mẹ. Vài phút sau bà lại gọi: "Cưng ơi, con lấy cuộn chỉ trắng cho mẹ." Cô bé đi lấy cuộn chỉ. Sau đó không lâu bà mẹ lại gọi: "Con ơi, đi tắt bếp cho mẹ." Cô bé lại phải chạy đi tắt bếp cho bà mẹ. Bà mẹ đã đối xử với cô bé như một đứa đầy tớ. Cô bé cố gắng thỏa đáp những yêu sách không hợp lý chút nào, chỉ vì nó muốn làm vui lòng mẹ nó. Và chúng ta cho nó là một cô bé ngoan, nhưng thật ra nó không được học cách xử sự như một cá nhân tự quyết. Một câu chuyện nữa, bà mẹ và ông bố đang ngồi ở sân sau nói chuyện với những người bạn chợt đến bất thình lình. Thúy Hằng 9 tuổi đang chơi với hai đứa bạn gái ở gần đó. Minh Quang 1 tuổi rưỡi đang loay hoay vì đã đến giờ đi ngủ. Bà mẹ ôm nó một lúc, nhưng sự quấy động của nó làm mọi người chia trí. "Thúy Hằng, con đến bế em bỏ vào trong chiếc giường của nó giúp mẹ đi." "Ô mẹ," cô bé thở dài, nhưng rồi cũng rời các bạn và làm như mẹ nó bảo. Bà mẹ đã làm một sai bảo không hợp lý. Chúng ta không nên bảo một đứa trẻ làm một điều mà chính chúng ta cũng không thích bị yêu cầu làm.
Bà mẹ muốn ở với các bạn của bà nên đã bảo đứa trẻ rời bỏ các bạn của nó để chăm sóc cho cậu bé con. Điều này cho thấy sự thiếu kính trọng đối với quyền lợi của cô bé. Tốt nhất bà mẹ nên cáo lỗi và tự mình đem cậu bé vào trong giường vì còn có ông bố tiếp chuyện với khách. Khi chúng ta muốn làm một yêu sách hay ra một mệnh lệnh cho đứa trẻ, chúng ta phải nhạy cảm đối với những tình thế cũng như đối với khả năng của đứa trẻ. Có những đứa trẻ thích nhiệm vụ chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng cũng có những đứa không thích mấy. Vì thế, giao trách nhiệm phải tùy từng đứa và tốt hơn nên có sự đồng ý trước. Như khi nào trách nhiệm đó được thực hiện? Dĩ nhiên, nếu bà mẹ cần thêm sự giúp đỡ, bà có thể gọi đứa trẻ lớn hơn giúp bà. Chúng ta có thể ngẫm nghĩ về những trường hợp trong đó chúng ta đòi hỏi hay ra lệnh cho một đứa trẻ phải làm một cái gì ngay tức khắc. Đây là một cách thế tỏ ra uy quyền và thường là một đòi hỏi không hợp lý. Sự đáp trả của đứa trẻ: "Ô, bà luôn luôn la hét và bắt tôi phải làm một cái gì." Điều đó cho thấy một tương quan nghèo nàn, thiếu sự hòa hợp, thiếu sự công tác giữa hai bên. Muốn được sự công tác của đứa trẻ, chúng ta nên dùng những phương cách tế nhị, kính trọng và khéo léo hơn là những mệnh lệnh. Vì không một ai, ngay cả con trẻ, thích nhìn thấy quyền hành được lạm dụng trong xã hội hôm nay. Linh mục Peter Lê Văn Quảng, hẹn gặp lại. Xin cho con trở thành kỷ cụ tình thương của Chúa. Người khen tình yêu Chúa.